Vâng, thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những điểm tin chính nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua mà bản tin 24 giờ chúng tôi cập nhật, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm, cực kỳ nổi tiếng, đã bị nhấn chìm trong biển lũ trong ngày 3 tháng 8 năm 2023, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng uất ruột nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai cũng từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, nằm trên một nhánh sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 km, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng cổ trấn nói trên đang bị chìm trong biển nước khi chính phủ Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền ông Tập dự báo trước sẽ là lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc. Thì ngày hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, sạt lở và lũ quét. Bởi vì Trung tâm Dự báo và Phòng chống thiên tai của Trung Quốc thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh chịu những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống, chó nghiệp vụ và đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2023, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông vài ngày tới, biến các khu vực này thành rốn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu vực này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ, cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa to không chấm dứt. Và tính tới thời điểm hiện tại, đã có trên 100 người tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ từ trên cao tràn xuống, khiến cho mực nước tại các con sông dâng cao và đột ngột lên tới 10m, có nơi lên tới 15m so với mực nước biển. Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để kiểm soát tại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được những hình ảnh từ trên cao cho thấy hình ảnh lũ lụt nghiêm trọng, nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi, nhà cửa của Trung Quốc. 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người dân bị cô lập và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của Trung Quốc. Bởi vì chính phủ Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm, còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ, họ lại quay lại cắn lại thì sao? Đấy là một điều mà không có một ai trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày qua. Thưa quý vị,
có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt Trung Quốc, đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nổi tiếng có niên đại 2.000 năm trước Công Nguyên. Tờ báo South China Morning Post của phía Trung Quốc ngày 3 tháng 8 năm 2023 cho biết, nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang, là địa điểm mới nhất bị ngập lụt khi lũ lụt tàn phá miền Nam của Trung Quốc. Vài tuần qua, các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm tuổi nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho thấy, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn đang chảy qua những con phố trong thị trấn. Có những khu vực nước ngập lên tận nóc nhà, khiến ít nhất hàng trăm người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và người đi bộ vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chính Quốc năm 770 và 476 trước Công Nguyên, là điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc gọi tắt UNESCO công nhận. Phượng Hoàng Cổ Trấn là di sản văn hóa của thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc CMA cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử hứng chịu liên tục mưa như chút trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãm Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, mùng 2 tháng 8 năm 2023, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700m³/giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố ở Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40km đã bị ngập sâu, khiến nhiều người dân đổ lỗi cho con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác, và cho rằng Phượng Hoàng Cổ Trấn đang bị nhấn chìm trong từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình, và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và các ban ngành để cùng dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, có một cái tin rất nóng mà chúng tôi mới nhận được từ chiến sự Nga-Ukraine, đó là Kiev và Moscow có thể sắp đạt được thỏa thuận. Một thành viên của phái đoàn đàm phán Nga Leonid Skuki cho biết, ông ta tin rằng tiến độ đáng kể mà ông quan sát được trong cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn hãng Reuters hôm qua, ông Skuki, chủ tịch Ủy ban các vấn đề Quốc hội Duma Quốc gia Nga cho biết, nếu so sánh lập trường của hai phái đoàn tại cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những tiến bộ đáng kể. Tôi rất vui khi nói rằng, theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này thì trong vài ngày tới, hai phái đoàn có thể xây dựng quan điểm chung và ký kết các văn bản. Và tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.